Xin chào cả nhà, trong tầm giá khoảng dưới 20 triệu cả nhà nên mua những mẫu đàn như thế nào? Thì đây là một trong những mẫu đàn mà mình thấy là rất là chất lượng trong khoảng giá tầm khoảng dưới 20 triệu và cụ thể là tầm từ 17 đến 19 triệu cả nhà nhé. Thì cây trên màn hình của cả nhà đây là cây đàn là Jordan, có mã là ZP401ZLC. Thì cái ZP401 nó là cái mã đàn, còn cái màu Z, màu L, màu C hoặc là màu O thì nó là đàn sau, gọi là cái màu đàn. Thì em này là màu ZLC, có nghĩa là cái màu mà màu vờ gỗ nhưng mà có vân này, có vân đầy đủ này. Một số cây nó sẽ là một màu vàng mà nó không có vân với cái gì, con này thì nó có đầy đủ nhá. Thì cái thương hiệu Jordan là thương hiệu hàng đầu thế giới hiện tại rồi cả nhà. Công nghệ phím là Supernature, là cái công nghệ phím giảm cơ và cho mình cái cảm giác bấm nó chân thật như cái đàn cơ ấy. Vì mình bấm đây, mình bấm con này rất là thích, cái độ mà phản hồi của cái phím này rất là tốt cả nhà nhé. Bản này là bản mà dành cho thị trường nội địa Nhật nên là toàn bộ là bằng tiếng Nhật, và nhưng mà nó, mọi người yên tâm là nó có cái bản mà hướng dẫn bằng tiếng Anh nhé. Thì đấy, thì nó rất là dễ sử dụng thôi. Thì cái này được sản xuất từ năm 2014 đến 2016. Và mọi người cùng nghe âm thanh thực tế của em ấy này, mình đánh thực tế không có chỉnh sửa nhé. Cây Jordan này, thương hiệu Jordan thì nó rất là nổi tiếng ở tất cả các nhạc công. Bây giờ thì 10 người thì 8 người sẽ dùng thương hiệu Jordan cả nhà nhé. Thì đấy, cái con này thì nó thuần về piano nhiều hơn, còn tiếng piano rất là hay. Với cái bàn phím thì nó có những cái vân bàn phím lên, nó chống trơn trượt mồ hôi tay này. Đấy, thì cây này thì chỉ tầm giá khoảng dưới 20 triệu thôi. Nó sẽ tùy vào tình trạng thực tế cả nhà, có những cây bị xước, bị vỡ thì giá thành nó sẽ bị rẻ hơn. Còn con này thì bản này rất là đẹp, không có xước hay sát gì hết. Thì là đấy, bên mình đang bán thì tầm khoảng trên 18 triệu một tí. Thì mời cả nhà cùng nghe âm thanh thực tế của em một lần nữa nha. Cả nhà cần mua cái đàn này thì liên hệ tới ZL của mình ở trang cá nhân của mình nhé. Hẹn gặp cả nhà trong những video lần sau.